Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị rà soát về công tác chuẩn bị lễ hội xuân năm 2024. Theo dự kiến, chuỗi các chương trình chào đón Xuân Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 2 nhằm ngày 23 tháng 12 âm lịch đến ngày 9 tháng 2 nhằm ngày 30 tháng 12 âm lịch, gồm hai chương trình: lễ hội đón Xuân Giáp Thìn 2024, các hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt là chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa chào đón năm mới. Bên cạnh đó, hội nghị đã rà soát công tác chuẩn bị của 15 đơn vị xã thị trấn. Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận nhằm đưa ra ý kiến, kiến nghị xung quanh các vấn đề như địa điểm, kinh phí tổ chức cũng như các hoạt động tại Hội Xuân và nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Hội Xuân Giáp Thìn 2024 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân trong dịp năm mới, cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của huyện tới bà con trong và ngoài huyện. Do đó, lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan đảm bảo công tác chuẩn bị để lễ hội diễn ra vui tươi, an toàn, hiệu quả.